rau củ quả gì đây? Súp lơ. Súp lơ. Cauliflower. Cauliflower. Súp lơ. Súp lơ. Cauliflower. Cauliflower. Rau củ quả gì đây? Rau xà lách. Rau xà lách. Lettuce. Lettuce. Rau xà lách. Rau xà lách. Lettuce. Lettuce. Rau củ quả gì đây? Rau mồng tơi. Rau mồng tơi. Spinach. Spinach. Rau mồng tơi. Rau mồng tơi. Spinach. Spinach. Rau củ quả gì đây? Rau răm. Rau răm. Vietnamese coriander. Vietnamese coriander. Rau răm. Rau răm. Vietnamese coriander. Vietnamese coriander. Rau củ quả gì đây? Hành lá. Hành lá. Green onion. Green onion. Hành lá. Hành lá. Green onion. Green onion. Rau củ quả gì đây? Măng tây. Măng tây. Măng tây. Asparagus. Asparagus. Măng tây. Măng tây. Măng tây. Asparagus. Asparagus. Rau củ quả gì đây?
Rau dền. Rau dền. Amaranth. Amaranth. Rau dền. Rau dền. Amaranth. Amaranth. Rau củ quả gì đây? Cần tây. Cần tây. Celery. Celery. Cần tây. Cần tây. Celery. Celery. Rau củ quả gì đây? Rau diếp cá. Rau diếp cá. Fish mint. Fish mint. Rau diếp cá. Rau diếp cá. Fish mint. Fish mint. Rau củ quả gì đây? Rau húng lủi. Rau húng lủi. Mint leaves. Mint leaves. Rau húng lủi. Rau húng lủi. Mint leaves. Mint leaves. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bé nhớ bấm đăng ký kênh YouTube Gấu Discover hoặc ấn vào biểu tượng chuông để cùng tham gia với thầy trong các tiết học lần sau nhé. Thầy xin chào các bạn.